Khánh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay, hãy cùng xem bạn fan may mắn tiếp theo để đến với chương trình sẽ là ai? Và người bạn ấy yêu mến là ai? Vâng, đó là một bí mật và ngay bây giờ chúng ta sẽ bật mí. Hãy cùng gặp gỡ bạn fan may mắn này nào! Xin chào mọi người, em tên là Thảo Trâm. Hiện tại em đang là sinh viên. Thì ngày hôm nay em đến đây với một mục đích lớn thứ nhì sau mục đích lớn nhất của cuộc đời em, đó là có được chồng. Thì mục đích lớn thứ nhì đó là tới đây để được gặp anh diễn viên Quốc Khánh. Tức là em có tìm hiểu nhiều về anh Quốc Khánh không? Thật ra thì để nói tìm hiểu nhiều thì em không có phải là, ví dụ như thấy anh Quốc Khánh lên không phải gõ anh Quốc Khánh sinh năm nhiêu, anh Quốc Khánh có bồ chưa, hay là anh Quốc Khánh quê đâu đồ. Không, ý là em mê là em tìm hiểu những cái xung quanh, ví dụ như là anh Quốc Khánh đã từng tham gia những chương trình gì, rồi mỗi lần mà bật cái vô tiếng lên là thấy anh Quốc Khánh, xong rồi là coi, mê là mê kiểu đó. Mê kiểu đó, tức là mê mình... kiểu đó. Đợi chút nha mọi người đợi. Alo. Alo. Đang đâu vậy anh Huy? Anh đang quay nè, giờ chuẩn bị tới em ra nè. Ủa tới em ra nè, anh Huy ơi, xe bị vấn đề anh Huy ơi. Bây giờ em bị chết máy giữa đường rồi. Gì vậy ông, giỡn hoài. Bây giờ chắc em tới không kịp quá à, bây giờ mọi người quay chứ ta. Nãy giờ mọi người kéo thời gian để đợi em á. Tại vì hôm nay em biết em quay là có một bạn fan không? Một bạn fan sẽ đến gặp em xong rồi giao lưu này nọ đó, nhớ không? Bây giờ đồng không bóng quạnh, bây giờ anh cho em nói chuyện với bạn đó đi. Bây giờ em nói chuyện trực tiếp với bạn nha. Dạ. Rồi em nói. Alo. Alo anh ơi. Anh chào em. Dạ em chào anh, em là Thảo Trâm á. Ý là cho em xin giới thiệu ngắn gọn sơ lược về em được không? Em là một cái đứa rất là mê anh á, mà mê dữ lắm luôn. Ý là có thể tìm mọi cách tới đây với em được không? Anh sẽ cố gắng hết sức anh tới đây với em. Nhưng mà bây giờ anh đang ở một cái khu vắng hoe, một mình anh lái xe mà bây giờ nó chết máy, anh không có gì bên cạnh hết, chỉ có một mình anh và một chú cúng thôi em. Bây giờ mấy bây giờ em tới em chơi với anh Huy đi. Xong rồi anh em mình hẹn buổi sau gặp nhau được không? Ý là giờ cho em cái nổi em địa chỉ để đứng đó em tới em cổng tới phim trường luôn được không? Alo, 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 alo. Không nghe gì hết, alo. Anh này Khánh ơi, alo. Cái gì kỳ trời. Ê, nhưng mà cho em xin 30 phút ngồi tại đây trở anh Khánh được không? Mọi người đang kiểu nãy giờ mình đợi cũng lâu rồi đó. Coi như ngày hôm nay em tới đây em quay với anh. À, không gặp Khánh nhưng mà anh sẽ làm gì cho em vui được không? Ý là em muốn anh Khánh tới chứ. Hiểu không? Ví dụ như mà chờ anh Khánh thêm một xíu nữa. Khánh có tối không? Tại vì tới á, tại vì nếu như mà mình chờ á, cái thời lượng của chương trình mọi người đang bị trễ rồi. Nãy giờ mình đợi cũng đã. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái thời lượng của chương trình mọi người đang bị trễ rồi. Nãy giờ mình đợi cũng đã. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nhưng mà không. Ủa sao bé khóc như vậy? Ủa sao bé khóc như vậy? Cũng em không. Ủa sao em diện quá. anh hồi nãy giờ là anh đơ luôn đó Khánh. Ủa vậy hả? Nhưng mà anh nói với em là anh Khánh bị hư xe trên đường, Khánh không tới chơi với chung với em được. Anh đâu có nói. Khánh nói không, thật sự là như thế này, anh rất là xin lỗi em luôn á. Bây giờ nè bình tĩnh chưa, bình tĩnh thôi mà đừng có bắt tay, xin lỗi mà bắt tay ôm miếng lụm. Anh nói em nghe, thật sự là anh á, lúc đầu anh đứng ở ngoài á, anh rất là sợ là anh làm như vậy á, nó ngại. Tại vì em tới đây vì anh đúng không? Nhưng mà ekip chương trình nó làm vậy cho bé bất ngờ. Anh không thấy bé bất ngờ, anh thấy bé khóc. Anh tính vô trong á, anh thấy bé khóc quá, anh chạy ra anh xót. Anh đang đâu vậy anh Huy? Anh đang quay nè, giờ chuẩn bị tới em ra nè. Ủa tới em ra nè, anh Huy ơi, xe em bị vấn đề anh Huy ơi. Bây giờ em bị chết máy giữa đường rồi. Gì vậy ông, giỡn hoài.
Bây giờ chắc em tới không kịp quá à. Bây giờ mọi người quay chưa ta? Để giờ em nói chuyện trực tiếp với bạn nha. Dạ. Alo. Alo anh ơi. Anh chào em. Dạ em chào anh, em là Thảo Trâm á. Ý là cho em xin giới thiệu ngắn gọn sơ lược cho em được không? Em là một cái đứa rất là mê anh á, mà mê dữ lắm luôn. Ý là nhưng mà có thể tìm mọi cách tới đây với em được không? Anh sẽ cố gắng hết sức anh tới đây với em, nhưng mà bây giờ anh đang ở một cái khu vắng hoe, một mình anh lái xe mà bây giờ nó chết máy, anh không có gì bên cạnh hết, chỉ có một mình anh và một chú cúng thôi em. Anh thề với em là ở đây chỉ có một mình anh với lại một cái chú cúng thôi đó. Bây giờ chú cúng thì không thể sửa xe được. Alo, không nghe gì hết. Alo. Em ý là đừng giải thích với em nữa, con người hay giận lắm Khánh. Em giận anh hả? Em giận anh lắm hả? Bây giờ mình có lỗi rồi, mình chuộc lỗi rồi đi anh. Mình tặng em một món quà nào đó để cho em lấy lại tinh thần hay là làm sao đó chứ. Còn thôi thì tối nay về ẹt Zalo với em. Anh có hai sự lựa chọn. Anh làm anh sợ quá. Dạ, em bây giờ em muốn anh làm như thế nào cho em có thể nào mà em làm sao cho em nguôi ngoai được cơn giận của em. Em thích cái đính em Hà Mã, tên là dân quận Tư rồi. Trời ơi, mình ráp lại cái bài đó đi. Dạ, nhưng mà tại vì mê lắm cho nên là có thể ráp cho em nhảy được không? Trời ơi, quá tuyệt vời. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Gì nữa? Trời ơi. Yo, what? Chú phòng lòng phòng anh xin giới thiệu. Anh rap nam Hà Mã, sinh năm 95. Nhà anh thì ở quận 4, anh không giang hồ, vừa giỏi vừa chăm. Trong khu anh sống có đường tông đẳng đồ ăn. Chẳng chắc em cũng biết dễ thương ham ăn như em. Đi vào tim anh là điều cần thiết. Dễ thương khác biệt, tính chịu được nhiệt. Bé ngoan nhất, vùng tinh đồn không thất thiệt. Hiền lành, chất phát, tính tình bao dung. Sốc tình cảm, người yêu tinh đồn tinh. À, em không nói ca được, em không ca được câu tiếp theo một anh. Dạ. Dạ. À, đấy là khẩn khẩn à. Dạ. Kêu tin đồn tên tên Thảo Trâm. Nhiều lắm, mình nhét tên nào cũng được. Em, cái đó mình liêm sĩ chút xíu đi em. À, tên Thảo Trâm thì nó sẽ lệch cái bài hát của người ta đó. Ví dụ Quang Trung cũng được, Miu cũng được. Chibu thì được. Dạ. Cái kia không được. Dạ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên thì sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình. Mọi người đã sẵn sàng để bước vào vòng đầu tiên chưa? Em luôn sẵn sàng. Vâng, và bây giờ trước khi đến với phần thi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần giải lao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Trên sân khấu của chúng ta thì mọi người có thể nhìn thấy một trò chơi rắc phong rất là quen thuộc. Bên trong những chiếc ly trên bàn, chúng ta sẽ có những câu hỏi hay là những thử thách. Hai đối thủ sẽ đứng đối diện nhau và cùng ném những quả banh như thế này vào trong chiếc ly của đối phương. Ai ném vào ly của đối phương thì chúng ta sẽ cùng nhau mở cái lá thăm đó ra. Và lá thăm đó yêu cầu với những câu hỏi gì và những thử thách gì. Thì chính người bị ném vào ly sẽ phải thực hiện thử thách hoặc là trả lời một câu hỏi bên trong đó. Đến với trò chơi này, chủ yếu vui là chính. Hãy cố gắng, hãy chinh phục thật là càng nhiều ly càng tốt. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian 5 phút. Xin mời hai người chơi về vị trí ạ. Sẵn sàng chưa? Khánh sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. 3, 2, 1, 5 phút, bắt đầu. Chúng ta có thể bình tĩnh hơn à, bình tĩnh hơn à. Thời gian đang... Với chiến thuật của Trâm thì chúng ta sẽ chọi trực tiếp vào luôn. Một cặp. Âm nhạc. Một lá thăm đồng tiền. Để xem đây sẽ là một câu hỏi hay là một thử thách dành cho Trâm đây. Bạn phải trả lời một câu hỏi bất kỳ từ người kia. À, bây giờ Khánh sẽ có cơ hội hỏi Trâm một câu hỏi. Vậy anh muốn hỏi em là... Anh có cần hỏi lại số điện thoại Zalo của em? Không cần nha. Cái đó thì anh sẽ hỏi sau. Cái ấn tượng đầu tiên mà em biết anh là cái cảm giác của em như thế nào? Anh muốn hỏi thử. Thật ra thì... cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà được xem anh thôi, chứ không phải là ấn tượng đầu tiên khi mà em được gặp anh. Tại vì đây mới là cái lần đầu tiên mà em được gặp anh Khánh. Ấn tượng lần đầu tiên mà em được xem mà được biết anh Khánh đó là Khánh duyên lắm.
Nói chung là anh Khánh đã lắm mà. Là sao em đã là sao? Diễn tả cái từ đã đấy em. Cái đã của em nó bao gồm các nhánh sau. Đó. Rất vui vẻ. Xem những cái clip của anh Khánh diễn là coi hoài không chán. Coi hoài không chán, cái đó là bên ngoài thôi. Mình cảm nhận thử bên trong coi nó như thế nào. Cảm nhận bên trong thì nãy cũng được ôm rồi, ấm áp. Em mong làm sao mà có được cái dịp mà anh Khánh off fan ở bên ngoài để em được đi gặp. Tại vì quê gốc em là ở Cà Mau, nhưng mà may mắn là cái dịp... Ủa, quê em ở Cà Mau hả? Quê em ở Cà Mau. Quê ở Vĩnh Long. Em ở Cà Mau, lên đó cũng mấy tiếng à. Thì nói chung là vậy, mình lên luôn đi, khỏi hẹt Zalo. Em lên nhà anh chơi luôn, khỏi hẹt Zalo cũng được. Bây giờ hiện tại thì chúng ta đang cùng nhau sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể kết nối bằng một cách khác à. Chúng ta không cần đi về quê đâu à. Vĩnh Long và Cà Mau thì nó cũng không có gần lắm đâu. Xin mời hai bạn tiếp tục trò chơi à. Chứ tôi thấy là mọi người đi về tiếp tuốt với Kỳ Mỹ Cà Mau là cũng hơi xa lắm rồi. Mời em xin tiếp theo à, đi tới Cà Mau rồi đó. Mời em thắng. Ok. Tiếp tục. Nhưng mà cái này nó có mai rủi quá. Úp sọt luôn. Úp sọt thẳng luôn rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đến với để xem đây là một thử thách hay là một câu hỏi dành cho Quốc Khánh. Bạn hãy trả lời một câu hỏi bất kỳ của người kia. À, đây lại là một câu hỏi mà do chính đối thủ hỏi mình. Rồi, bây giờ thì Trâm, em sẽ đặt một câu hỏi gì cho người mà em yêu mến. Thật ra em cũng hơi tiếc khi mà em ném vào cái ô có cái câu hỏi này á. Tại vì là trong đầu em muốn hỏi rất nhiều câu hỏi chứ không phải là một câu hỏi. Rồi bây giờ mình sắp xếp thứ tự lại đi, câu nào quan trọng thì mình hỏi trước. Quan trọng nhất em muốn hỏi trước là em nghe rất là nhiều tin đồn, rất là nhiều bài báo, rất là nhiều cái hình ảnh âm thanh bảo là anh Khánh với anh Trung là một với nhau á. Nên là em cũng tức lắm, nên là bữa nay muốn tới đây muốn hỏi là khi mà anh nghe người ta đồn thổi vậy đó, anh có tức giống em hay không, hay là anh cảm thấy vui vẻ? Anh thấy mắc cười. cảm xúc. Anh thấy rất là vui, cũng giống như, nếu mà khán giả họ đồn anh với lại anh Quang Trung cũng giống như là khán giả đồn anh với anh Huy vậy đó. Anh không cảm thấy cái việc đó nó gây làm phiền mình đâu, mình còn cảm thấy cái điều đó vui nữa. Tại vì cái tình bạn của mình nó không bình thường như người ta. Cái tình bạn người ta là nhìn vô biết hai người bạn, nhưng mà cái tình bạn mình nó khi mà mình chơi với nhau á, người ta lại suy nghĩ mình người ta có thể suy diễn ra nhiều cái vế khác. Thì anh nghĩ là cái này là cái điều đặc biệt giữa anh với lại Trung, cho nên là anh cảm thấy vui vẻ bình thường. Ai đồn em với ai cũng được, miễn là cuộc sống mình nó vui vẻ là được. Vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trận đấu ngay bây giờ. Xin mời. Phải chơi thẳng với em vậy nè đó. Tôi cũng tới sáng luôn rồi bài người mọi người ơi. Tôi cũng tới sáng luôn rồi bài người mọi người ơi. Lại là một ô trống mà rất tiếc. Ủa, ủa mình có thể lấp đầy những khoảng trống mà đẹp. Lại là một ô trống mà rất tiếc. Ủa mình có thể lấp đầy những khoảng trống mà đem. Đây rồi, thì chúng ta đã có rồi. Có vẻ như là Quốc Khánh đã có kinh nghiệm trong việc ném bóng. Bạn hãy hát tặng người kia một ca khúc mà bạn yêu thích thứ hai. Không có yêu thích nhất mà yêu thích thứ hai. Anh nghe giọng nói của em là anh nghĩ em là một người có giọng cao rất là hay. Mời em. Thì thật ra em chỉ có biết hát dân ca hoặc là bolero thôi. Cho nên là em sẽ tự sáng tác một bài hát thể hiện cái tấm lòng của mình đối với anh Khánh dựa trên quá. Một cái câu hò. Hay, okay. Hay quá. Có sự chuẩn bị. Không, tích tắc nãy ra thôi. Tích tắc luôn. Chứ chuẩn bị thì nó hay lắm mà cái này thì nó cũng... Dạ, cho em xin, cho em xin được gửi. Dạ. Chứ sinh ra đã làm phan nan khánh, chứ có đâm, có đánh, có đá, có đập đầu cũng chẳng phan ai khác. Trời ơi, hay quá, hay quá vậy trời. Nó như một cái tuyên ngôn luôn vậy. Lúc đầu anh nghe cái giọng hò là anh với anh Huy bị giật mình, anh để ý mắt của anh Huy bị... Rồi, sao mà ca hay đến như vậy? Sao con nhỏ nó nhoi nhoi như vậy mà nó hò được ta? Kiểu vậy. Nhưng mà khi mà em ca xong cái anh thấy là cái giọng ca hay.
Thôi mình không mấy, mình có một cái bài nào đó tương tự cho anh Huy được không? Tự nhiên em bị khó nghe. Tiếp tục chương trình ạ. Dạ. À, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ạ. Rồi à, là anh em thì em tự chơi nhau. Hai anh em tự chơi luôn tự đi. Chơi. Ừ, rồi. Sao tôi cay cái ô đó hoài vậy ta? Quá mạnh, hãy canh đều tay. No. Rồi xong. Rồi xong luôn. Xong luôn. Hay quá Khánh ơi. Xem hơn như vậy. Tiếp tục, chúng ta lại có một câu chuyện vui để xem ở đây. Bạn được chọn một chiếc ly của tôi và tôi phải trả lời câu hỏi trong chiếc ly đó. Rồi, em hãy lựa chọn cái ly đó đi. 1, 2, 3, 4. Dạ ba. May mắn quá em ơi. Người ta chọn vô ly mình nhưng mà mình có cơ hội mình được hưởng. Bạn phải trả lời một câu hỏi bất kỳ từ người kia. Là bạn nó phải trả lời câu hỏi là bạn anh. Đó bạn. Ủa vậy hả? Là tại vì cái này nằm ở bên phần bạn nè. Là bạn. Rồi. Dạ. Em muốn hỏi anh Khánh, trong thời gian sắp tới thì không biết là anh Khánh có những cái dự định hoặc là có những cái dự án gì mới trong bước đường nghề của mình để cho thỏa lòng hâm mộ của những cái người hâm mộ như em hay không? Rồi. Trong cái dự định của anh và cái sự chuẩn bị của anh, những cái tháng mà khi mà anh ở nhà, khi mà mình không có làm việc nhiều, thì anh đã chuẩn bị cho mình những cái set diễn. Anh sẽ trở lại hài độc thoại. Như là cái phần đầu anh đã biểu diễn, thì những cái phần thứ hai thì anh sẽ kể nhiều câu chuyện hơn. Những cái điều kỳ lạ và thú vị mà anh thắc mắc trong cuộc sống anh, tại sao lại xảy ra như vậy. Thì anh mong là cái ngày mà anh biểu diễn thì anh sẽ mời em một vé để em xem. Cảm ơn em nhiều. Anh có thể gọi điện hoặc là kẹp Zalo. Ủa sao? Cái này nó tiện hơn. Không, cái này là anh nghĩ là cái này là cần thiết. Dạ. Tại vì nếu như không giữ liên lạc thì làm sao mình có thể tặng được chiếc vé đúng không? Thì cuối cùng thì mình sẽ áp được Zalo rồi. Mình có cái cớ rồi. Em á, lần sau là em phải tìm những cái lý do như vậy nè. Nhưng rồi. Mà anh không chơi Zalo. Xin chia buồn với bạn ạ. Và bây giờ chúng ta thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy cố gắng thực hiện được một lượt ném đi vào ly đối phương nữa. Thời gian bắt đầu. Mời ok em. ok cảm ơn anh. Em ráng chọi vô đi chứ anh chọi vô anh ngại quá. Đây hãy để em thể hiện. Ôi. Hết giờ. Nãy giờ chúng ta đã hỏi rồi, chúng ta thử thách nhau rất là nhiều rồi mà tôi chưa được hỏi gì hết. Thôi tôi cũng muốn dành một câu hỏi cho Khánh. Ủa anh hỏi nữa. Có một câu hỏi dành cho Khánh. Dạ. Thay mặt cho em, phải không? Thay mặt cho chương trình, thay mặt cho tất cả mọi người, tôi muốn hỏi Khánh một câu để miêu tả về cuộc đời của mình. Thì Khánh sẽ dùng ba từ diễn tả cuộc đời em hả? Tại sao lại dùng ba từ đó? Em thì em không có tới ba từ đâu. Cuộc đời em nó đơn giản. Mấy từ? Cuộc đời em cho em hai chữ thôi. Đó là cố gắng. Tại sao em lại chọn hai từ cố gắng? Em cảm thấy là trong cái quãng đường sự nghiệp của em từ trước giờ á, ví dụ như là em thấy những cái người bạn xung quanh em, ví dụ người ta may mắn hơn em rất là nhiều. Ví dụ người ta làm một nhưng mà người ta được hai. Người làm hai mà người ta được 10. Nhưng mà bản thân em khi mà em làm được 10 á, thì cái sự nhận lại của em chỉ được 5 thôi. Đó là em để ý từ trước giờ tất cả những cái công việc của em, trong cuộc sống của em, trong mọi thứ thì em phải cố gắng rất nhiều. Thì em mới mong là có được cái mà nó thích đáng. Hồi đó thì em cứ nghĩ là em xui thôi. Nhưng mà tới bây giờ cũng 20 mấy, gần 30 tuổi rồi, mình đã trải qua nhiều thì mình nghĩ đây là cái thông điệp mà ông trời muốn nhắn tới cho mình. Tức là trong mọi công việc mình cứ cố gắng thật là nhiều. Những cái mình nhận nó không có quá nhiều như người khác, nhưng mà đó là cái những cái bậc thang rất thành là chậm rãi và nó cứ từ từ. Và em mong là cái chữ cố gắng đó nó sẽ đi hết suốt cuộc đời em, và em có thật là nhiều sức khỏe để em lúc nào cũng cố gắng. Cố gắng và luôn cố gắng. Và ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái màn vui vẻ giữa hai người chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đừng chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại vòng 2. Một là chúng ta trở thành đối thủ, hai là chúng ta trở thành đồng đội. Với thử thách này thì hai người chơi của chúng ta sẽ trở thành một đội. Đây là những chai nước màu. Một bạn cầm vợt, một bạn ném bông. Đánh trong 5 phút, ngã 8 chai, hoàn thành nhiệm vụ. Yeah. Dễ không? Ok, dễ.
Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc giò tennis. Một bạn sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Bạn đó sẽ ném bóng một chạm xuống sàn. Và người còn lại không dùng tay mà sẽ kẹp vợt vào giữa chân của mình. Ủa sao khó vậy? À, như vậy thì nó thấp, nó sẽ có cơ hội chạm trúng nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ thử nha. Trâm, hãy ném bóng một chạm. Hey. Hay quá anh ơi, hay quá. Hello mọi người, hay quá anh Huy ơi, hay quá anh ơi, trời ơi. Như vậy là đã hiểu luật chơi chưa Khánh? Hiểu. Bây giờ hai bạn có thể thay phiên nhau, ai sẽ là người ném bóng và ai sẽ là người thực hiện đánh bóng đầu tiên. Thôi để em cho, để em kẹp cái này cho, để con gái. Mà anh Khánh ơi, anh Khánh ơi, mình đừng có... Ý là đội tụi mình đừng dễ dãi gì được không? Mình có thể trả giá, ví dụ 5 phút 5 chai được không? Phút 1 chai được mà. Em ơi, thật sự đó giờ anh siêu năng lực của anh là may mắn. Em tin ở anh. Thì cho em 10 trái đi. 10 trái. Sẵn sàng chưa Khánh? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Chết rồi, anh có muốn đổi vị trí không anh Khánh? Em nghĩ em cũng... Bình tĩnh. Em thấp thôi. Ngồi em thấp thôi nha. 2, 3. Ok. Đó. Trời ơi, rất thắng thôi nha. Rồi. Trời ơi. Ok. Mày anh đã biết rồi đó. Nắp cụm. Hay quá. Nắp rồi. Không, không, bây giờ Khánh đứng xéo, Khánh đứng xéo ở đây và banh lên hướng này. Rồi, em banh lên hướng này rồi, để anh đánh. Ok. Tốc. Ok. Đó. Đó. Ôi. Hay quá. Ôi. Hay vậy? Ồ. Hay quá, hay quá. Như vậy là kết thúc vòng thi thứ hai thì Quốc Khánh và Thảo Trâm đã không thể nào hoàn thành được thử thách của mình, đồng nghĩa với việc là Quốc Khánh cũng như là Thảo Trâm sẽ phải chịu một hình phạt nhẹ của chương trình. Chúng ta sẽ có hai ly nước, một chua một đắng. Vâng, và xin mời hai ly nước rất là ngọt ngào đến từ chương trình ạ. Đây, trên tay tôi là hai ly nước. Khánh, các bạn sẽ lựa chọn một, hai, trái hay phải. Mỗi người một ly. Mời em lựa. Em sẽ lấy ly nước bên phía anh Khánh. À, vậy thì anh Khánh sẽ lấy ly nước bên em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ. 3, 2, 1. Hãy uống và cảm nhận. Xin mời ạ. Em đã
chạm phải một nỗi đau như thế này mà em lại rưng rưng nước mắt như vậy? Kiểu như nó chua quá, nó muốn tắt cái đường nói của em luôn á. Nó chua, bên này là chua, còn bên em là gì? Cà phê ngọt bình thường. Xin rồi, Khánh vô đứng với bạn đi em. Ủa sao đứng cái bạn, trân trọng nha. Cho anh một chút cảm nhận của mình ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao đi nào Trâm. Khi có cuộc gọi điện thoại được xác nhận là em được tham gia chương trình ngày hôm nay thì em đã cảm thấy mình, cái thứ nhất là may mắn, cái thứ hai là em rất là vui và sướng. Và cuối chương trình ngày hôm nay mình có trải qua một chút cái cảm giác đắng cay, chua chát, ngọt bùi một xíu. Nhưng mà không sao, được trải qua với thần tượng của mình thì có trải qua bao nhiêu nữa thì cũng được. Ok ok, trời em nói vậy được rồi. Trời ơi. Thật sự á là em không nghĩ mình là ngôi sao. Tại vì em nghĩ là cái điều mình được người này thích, người kia thích là cái điều mình quá may mắn rồi. Em không cần phải là một ngôi sao đâu. Giống như hồi nãy lúc đầu em nói là tại sao anh chưa bao giờ up pha anh chưa bao giờ làm cái gì hết. Tại vì anh thật ra cuộc sống anh không có khác gì em hết. Nếu như mà em thích anh hoặc là những bạn khác có thích anh thì đơn giản lắm. Chỉ cần ủng hộ anh qua những cái sản phẩm, qua những cái mà anh đã làm tặng mọi người thì anh nghĩ cái điều đó anh hạnh phúc rồi. Chứ để mà gặp mọi người đông hay là để mà up pha anh để như là một ngôi sao thì anh thấy là không hợp với anh. Anh cũng ngại lắm. Ngày hôm nay thì đến với chương trình thì chắc chắn không thể nào mà mình về tay không được đúng không? Cho nên là Quốc Khánh cũng sẽ có một phần quà từ chương trình nhờ Quốc Khánh gửi tặng cho bạn Thảo Trâm. Dạ đây ạ. Sao rồi? Đây là một voucher ăn uống đến từ Tasty Kitchen. Xin nhờ Khánh gửi tặng cho bạn Phan, một bạn yêu thương mình. Một phần quà, mong là em sẽ có một bữa ăn vui vẻ với người em yêu thích. Em cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh Khánh đã tặng cho em cái phần quà này. Cảm ơn Thảo Trâm ngày hôm nay đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cảm ơn Quốc Khánh một lần nữa ngày hôm nay các bạn đã đến đây và rất là nhiệt tình cùng với chúng tôi. Và đặc biệt là mang đến rất là nhiều tiếng cười cho tất cả quý vị khán giả vào buổi trưa Chủ nhật này. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13:15 trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin được tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Bye bye. Và cái điều quan trọng Khánh muốn nói cho mọi người biết là cho dù Khánh hay là fan gì thì cũng giống như nhau. Thì mình đừng gọi nhau là fan hay thần tượng mà mình cứ coi nhau là những người trong nhà là được rồi. Vui vẻ, hòa đồng, duyên hết phần thiên hạ. Cái từ cuối á, cho em không sử dụng từ mà cho em sử dụng nguyên câu được không? Đó là mãi mãi và luôn luôn có một đứa fan là em.